Xin chào các bác nhá. Sau đây em review cho các bác xem đây là cái đuôi gió liền cốp của xe Cerato 2016 này, 2018 hay gọi là K3. Đó, các bác nhá. Đấy, bản này là bản mộc các bác. Đó, các bác mua thì về sơn lại theo màu của bác cần. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu trắng. Các bác xem các bác màu gì thì các bác sơn màu đấy. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Đó. Cái này được dán bằng keo 3M các bác nhé, không phải ốc vít đâu. Nếu mà cẩn thận thì ốc vít, không thì bằng keo 3M là ok rồi. Đó. Hàng này là hàng Việt Nam, chơi rất là lặng và nó phẳng, nó mịn, nó không sầm sùi như hàng Trung thì nó không được phẳng bằng. Đó. Đó. Rất là đẹp các bác ạ. Địa chỉ bên em 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội nhé. Các bác mua hàng cứ liên hệ bên em. Bên em nhận giao hàng toàn quốc các bác. Rồi, cảm ơn các bác nhé.